Soi kèo bóng đá hôm nay giữa Parma với Napoli diễn ra vào lúc 0:30 phút ngày 23 tháng 7 tại sân Stadio Ennio Tardini, Serie A 2019-2020. Tưởng chừng như với việc dẫn trước Sampdoria đến hai bàn ngay trong hiệp đấu đầu tiên trong lần đón tiếp đối thủ đến làm khách thì Parma sẽ có thể chấm dứt cơn khủng hoảng về mặt phong độ của mình. Tuy nhiên, kết quả mà họ có được đến cuối cùng chỉ trận là thua ngược với tỷ số 2-3. Dẫu cho hàng công của huấn luyện viên Avezzer đã chơi cực kỳ ấn tượng, nhưng bù lại ở nơi chốt chặn khung thành là màn trình diễn nhạt nhòa đến từ hàng phòng ngự khi liên tiếp mắc những sai lầm đến khó hiểu. Song đó, kết quả này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Parma khi họ đã cầm chắc chiếc vé trụ hạng trong tay và không còn động lực gì để thi đấu. Hiện tại, Parma đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Serie A với 40 điểm, hiện bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ đến 11 điểm. Đến với vòng đấu tiếp theo, Parma sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Napoli đến làm khách. Tính đến thời điểm này, đội bóng của huấn luyện viên Avezzer đã trải qua 7 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng là gì, trong đó họ chỉ có vỏn vẹn một trận hòa và còn lại để thua đến 6 trận. Rõ ràng với phong độ nghèo nàn như hiện nay và cùng với việc chẳng còn chút động lực gì để thi đấu, thì dù cho có được lợi thế rất lớn đến từ sân nhà, thì Parma cũng không phải là cái tên được các chuyên gia đánh giá quá cao trong trận đấu này. Đừng quên, ngay cả trong 6 trận được chơi trên sân nhà gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Avezzer cũng chưa biết mùi chiến thắng là gì, khi đã để thua đến 5 trận và chỉ có đúng 1 trận hòa. Về phần đối thủ, chiến thắng rạng sáng nay của AC Milan tại vòng 35 như một luồng gió nóng, đang thổi vào gáy của thầy trò huấn luyện viên Gattuso, bởi ở thời điểm này, Napoli đã rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A với 56 điểm, hiện đang kém nhóm được tham dự Europa League mùa sau đang là 2 điểm. Trước đó, tại vòng 34, dẫu cho đã để cho Udinese có bàn vươn lên dẫn trước từ sớm, nhưng với bản lĩnh cũng như lợi thế sân nhà của mình, thì họ đã không gặp quá nhiều khó khăn để mang về cho mình chiến thắng với tỷ số 2-1. Nếu như không có bàn thua vừa kể trên, thì đây có lẽ đã là chiến thắng hoàn hảo của Napoli, thì các học trò của huấn luyện viên Gattuso đã thi đấu vượt trội hơn rất nhiều, với 66% tỷ lệ cầm bóng và tung ra đến 17 pha dứt điểm, trong đó có đến 10 lần khiến cho thủ thành phía đội khách phải căng mình ra chống đỡ. Bước vào chuyến hành quân lần này, hành trang mà đoàn quân của huấn luyện viên Gattuso đang mang theo bên mình là chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại. Nếu như tính xa hơn thì trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Napoli chỉ mới để thua duy nhất 1 trận, còn lại có 6 chiến thắng và 3 trận hòa. Với phong độ vẫn đang rất tốt như hiện nay, thì chỉ cần họ thi đấu đúng với thực lực của mình, thì một chiến thắng để quay trở lại top 6 trên bảng xếp hạng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với Napoli. Cần biết ở thời điểm này, đoàn quân của huấn luyện viên Gattuso vẫn đang cho thấy sự khát máu trong mỗi chuyến thi đấu xa nhà. Cụ thể trong 8 trận sân khách mới đây, Napoli đã có đến 6 chiến thắng, còn lại 1 trận hòa và để thua 1 trận. Trải qua 5 lần đối đầu gần nhất, họ có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và bất ngờ để thua 1 trận trước Parma ở đầu mùa giải. Dự đoán kết quả Parma với Napoli. Dự đoán tỷ số 1-2. Chọn kèo châu Á, Napoli chấp nửa 1. Chọn kèo tài xỉu, tài 3 trái hòa. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.